chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là một bạn nữ rất là xinh đẹp. Năm nay bạn mới có 20 mấy tuổi thôi. Bạn đang sở hữu một cái lĩnh vực thờ cúng về tâm linh. Bạn có một cái cửa hàng ở đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, nơi cái trung tâm thờ cúng của thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn có thể cho mọi người biết sơ về em họ tên là gì, năm nay em bao nhiêu tuổi, và để cho mọi người làm quen về về em. Dạ, xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Trịnh Hằng Thi, hiện đang là chủ sáng lập của công ty Thế Giới Thực Cúng. Hiện mình đang 23 tuổi. Mình đến với lĩnh vực kinh doanh này được 3 năm. Vâng, rất là tuyệt vời. Vậy là vừa rồi bạn Hằng Thi cho chúng ta biết rằng là bạn mới 23 tuổi và bạn sở hữu được cái thế giới thờ cúng. Các bạn thấy thế giới thờ cúng không ạ? Đây là cái trang web thế giới thờ cúng của bạn. Và bạn Thi cho mọi người biết là cái lý do gì mà mới có 23 tuổi là bạn đi chọn con đường kinh doanh, trong khi mọi người họ đang đi học ra trường, thậm chí đi xin việc còn chưa ra mà. Bạn có thể cho mọi người biết ạ? Duyên là ba mẹ mình cũng đã bắt đầu kinh doanh từ rất là sớm, và mình theo truyền thống của gia đình đó là cũng kinh doanh luôn. Và cái ngành của mình thì mình được sở hữu cái ngành này là cũng nhờ của mẹ. Là mẹ mình cũng kinh doanh cũng được gần 10 năm rồi, và sau này thì mình cũng muốn kinh doanh theo cái ngành này. Trước kia đi học cứ nghĩ rằng là sẽ đi học ra trường rồi sẽ đi 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 xin vào chỗ đó nào đó đi làm không? Hay là ngay từ nhỏ đó được cài đặt là mình phải sở hữu một cái lĩnh vực kinh doanh riêng? Dạ, từ lúc năm lớp 8 thì đã muốn kinh doanh giống ba mẹ. Nhưng mà khi mà ba mẹ nói là sau này sẽ kinh doanh cái ngành thờ cúng thì lúc đó mình còn nhỏ quá, mình cũng không nghĩ là mình sẽ kinh doanh thờ cúng mà mình sẽ kinh doanh một cái gì khác. Nó to lớn hơn, mình sẽ làm kinh doanh để mà đi ra thế giới, đi ra với kinh doanh với mọi nước ngoài. Nhưng mà chừng cuối cùng là chọn thờ cúng, lý do vì sao? Lý do là khi mà mình tiếp xúc nhiều với các Phật tử, các sư thầy, khi mà mình làm việc với mẹ mình á, thì mình lúc đó thì mình phụ mẹ, thì mình cảm thấy mình thích cái ngành này, và cơ duyên nó tới thì mình cũng kinh doanh cái ngành này luôn. Bạn ra bạn mở ra một cái lĩnh vực thờ cúng. Dạ. Mẹ cũng làm, với hai mẹ con có cạnh tranh nhau không? Dạ không, hai mẹ con bổ sung cho nhau. Cụ thể bổ sung như thế nào bạn? Thì có thể là một cái đường đó thì cửa hàng bên mẹ mình thì cách mình cũng mấy căn đấy, là 7 căn. Thì khi mà khách bên mẹ tới cửa hàng, khi mà thiếu hàng thì qua bên mình lấy hàng. Và khi bên mình thiếu hàng thì qua bên mẹ để lấy hàng về bán. Thì cái đường đó thì cửa hàng của hai mẹ con thì cũng lớn ở đó, thì khách thì dễ dàng lựa chọn, thì bổ sung cho nhau thì rất là tốt. Rất là tuyệt vời. Vậy thì khi mà bạn có được lợi thế là ba mẹ đã ra kinh doanh rồi ủng hộ đúng không? Dạ đúng rồi. Luôn luôn ủng hộ con ra kinh doanh. Bạn bè mà hồi kia học chung với bạn á, thì bây giờ họ đi làm kinh doanh hay là họ đi làm lĩnh vực khác, và họ có nói gì họ có nói gì bạn không? Bạn của mình thì hồi đó là mình học về cái ngành không có liên quan tới kinh doanh lắm, nên bây giờ các bạn thì cũng đi làm cho các công ty khác không. Nhưng mà khi mà các bạn thấy mình kinh doanh thì các bạn rất là thích, cũng hay hỏi là kinh doanh có khó không, hay là kinh doanh như thế nào, các bước kinh doanh sao. Tại vì nhiều bạn cũng rất là mong muốn kinh doanh nhưng mà không có được sự đồng ý của gia đình, hoặc là không có kiến thức về kinh doanh, thì các bạn rất là loay hoay trong vấn đề đi làm công hoặc là kinh doanh. Nhưng mình thì khi mà các bạn hỏi mình thì mình lúc nào mình cũng chia sẻ thật tình, và mình mong muốn các bạn cùng ra kinh doanh giống như mình đúng không? Đúng rồi, cùng ra kinh doanh giống như mình. Vậy thì năm nay em 23 tuổi thì em bắt đầu kinh doanh từ lúc mấy tuổi? Năm mình kinh doanh là lúc khi mà mình vào năm 2 đại học. Thì lúc đó mình làm chung với chị mình.
Nhưng mà sau này chị mình tách ra thì còn một mình và một chị nữa thì làm là mình làm được 3 năm rồi. Wow, mới 23 tuổi kinh doanh được 3 năm rồi các bạn thấy không? À, từ lúc 20 tuổi đã ra là sở hữu một cái lĩnh vực riêng rồi. Vậy thì anh hồi nãy giờ thì mọi người nghe nói tới thế giới thờ cúng thì chắc là hình dung chút xíu thôi. Cụ thể là nó là như thế nào bạn có thể cho mọi người biết được không ạ? Cái ngành của mình thế giới thờ cúng thì mình chuyên bán các bàn thờ, thần tài ông địa, các tượng Phật Quan Âm, tượng Phật Tam Thế Phật, tượng Phật Di Lặc và các trọn bộ không gian thờ cúng, bàn thờ gia tiên. Thì đó là tổng quan về các ngành của mình. À, cụ thể là hồi nãy thì giờ thì nói là các cái tượng Phật, bàn thờ, ngoài ra còn cái gì nữa? Ngoài ra thì bên mình còn có các loại đèn và các tượng phong thủy như là kỳ hưu, thiền thừ và các mẫu về mấy các tượng nhỏ về để xe hơi. Ừ, để trên xe hơi rồi này kia, tức là người ta muốn xe hơi, người ta mua xe hơi người ta vẫn mua được đúng không? Dạ đúng ạ. À, thì bạn có cái cửa hàng rồi bạn có bán online không? Khách hàng ở xe có mua được không? Dạ được ạ. Cái kênh online của mình thì mình cũng xây dựng được 2 năm và cũng dần có khách hàng ở xa như là ở Cà Mau cũng có, ở ở Đắk Lắk, ở thành phố Nha Trang thì cũng có. Tất cả các nơi có thể tới. Rồi mọi người lên cái website của bạn hay sao, rồi mọi người đặt hàng rồi bạn gửi ra hay sao? Dạ đúng ạ, khi mà mọi người lên website và mọi người có gọi điện hoặc là để lại số điện thoại và email thì mình sẽ liên hệ tới các đó, tới các bạn ở xa đó và liên hệ và mình gọi điện tư vấn trực tiếp. Và khi đó thì các bạn thấy các tượng Phật của mình đẹp, có duyên và phù hợp với túi tiền thì các bạn đó thỉnh thỉnh tượng về. À, vậy vậy thì các bạn phải vào cái trang web nào để biết cái lĩnh vực của bạn? Các bạn có nhu cầu thì liên hệ vào cái trang web thế giới thực cúng.com thì trên đó thì sẽ có các mẫu tượng Phật và cái giá cả luôn và các phương thức thanh toán thì ở trên đó thì các bạn sẽ rõ hơn về cái cách thức mà bên mình bán hàng. Ngoài ra thì các bạn muốn tìm hiểu thêm các cách thờ cúng hoặc là biết biết thêm về các ý nghĩa các tượng Phật thì lên trang web là tượng Phật đẹp.net thì trên đó thì mình có chia sẻ các bài viết về về lĩnh vực của mình. À, rất là thú vị. Vậy là vừa rồi các bạn hình dung ra được là bạn Hằng Thi đã ra chọn cái lĩnh vực gì kinh doanh. À, vậy thì bạn có thể cho người ta biết là với cái độ tuổi còn trẻ quá, tức là người ta nói là trẻ thì chưa có kinh nghiệm, trẻ thì còn nhiều điều chúng ta chưa biết. Vậy thì khi mà còn trẻ quá bạn ra bạn kinh doanh đó, thì bạn có gặp khó khăn gì không? Đặc biệt là về kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh. Khi mà mình còn trẻ như vậy thì kiến thức về chuyên môn về sâu xa nó ý nghĩa hơn đó. Thì mình bị gặp vấn đề và bây giờ mình cũng đang tìm hiểu nhiều hơn về Phật pháp để có thể ứng dụng và tư vấn cho khách hàng một cách rõ nét hơn. Khi mà mình muốn tư vấn một cái không gian thờ cúng cho khách hàng thì mình phải có kiến thức về về Phật pháp, phải am hiểu về nó thì bây giờ mình vẫn đang phải học hỏi. Ừ, phải học hỏi, Dạ. phát triển Dạ. cái sản phẩm của bạn. Là ngoài mình bán tượng Phật nữa thì bạn có tư vấn cho người ta để làm sao có một cái bàn thờ đẹp, hoặc là người ta có một cái căn nhà mới, người ta có một cái người ta muốn một cái không gian thờ cúng, Đúng. thì bạn có giúp người ta làm được cái việc đó không? Dạ có. Bên mình sẽ có một khi mà khách hàng có yêu cầu thì bên mình sẽ có một đội ngũ để tư vấn và sau đó thì lấy ý kiến của khách hàng, hiểu được khách hàng và sẽ thiết kế lên cho khách hàng một cái không gian
bên trên máy tính, đó là 3D, không gian 3D. Và khi khách hàng, khi cả hai bên đều đồng ý rồi, đã ưng ý về cái mẫu thiết kế đó rồi, thì bên mình sẽ bắt đầu tiến hành làm cho khách hàng, nghĩa là đặt hàng, khách hàng đặt hàng, và bên mình có thể thiết kế và làm ra y chang vậy luôn. Làm thi công Dạ, là đúng không? thi đăng thi công. Cái dạng đó là dạng thi công Dạ, thi công. à, trên cái ý thích của khách Dạ. hàng Ngoài ra thì ở cửa hàng mình thì có trưng bày các cái mẫu, đó là chọn bộ bàn thờ về thần tài, bàn thờ về gia tiên, bàn thờ Phật. Khi khách hàng tới trực tiếp cửa hàng và thấy thích những cái mẫu đó thì có thể mua chọn bộ về, thì cái đó thì sẽ đỡ mất thời gian cho khách hàng hơn. bạn cứ quay những cái bộ đó lên online không, để cho trường hợp người ở xa không tới trực tiếp được thì mọi người có thể xem trên online để thấy được cái trọn bộ bàn thờ đó. Dạ có ạ. Khi mà khách hàng không có thời gian, hoặc là cái đường xá di chuyển hơi khó khăn, thì mình sẽ quay trực tiếp và để trên YouTube là kênh Thế Giới Thực Cúng luôn. Thì các bạn có thể lên đó và kiếm Thế Giới Thực Cúng và sẽ thấy các bộ bàn thờ ở chính cửa hàng của mình. Và khi mà mình quay trên ở chính cửa hàng của mình, và khi mà mình hoàn thiện ở nhà khách, thì mình cũng quay lại để các bạn có thể hình dung được. Rất là tuyệt vời. Vậy thì khi ra kinh doanh á thì có nhiều người nói ra kinh doanh rất là khó khăn, đặc biệt là những người họ càng học nhiều thì họ lại càng thấy nó khó nữa. Và họ cứ tằng ngần không có dám ra khởi nghiệp, không có dám ra chọn cái con đường làm kinh doanh riêng. Bản thân em thì còn rất là trẻ, em đã chọn ra làm kinh doanh rồi, thì em cứ nghĩ là kinh doanh nó có khó và có cần nhiều kiến thức về kinh doanh không? Đối với em thì em nghĩ kinh doanh không khó. Tại vì khi mà mình quyết định kinh doanh thì mình phải dấn thân vào nó. Khi mà mình dấn thân thì mình nó sẽ ra rất là nhiều vấn đề, và mình sẽ đi giải quyết nó từng cái một, thì bức tranh nó sẽ hoàn chỉnh, nó sẽ rõ ràng hơn. Khi mà mình dấn thân thì mình sẽ biết được là cái bước kế tiếp nó sẽ tới đâu mình sẽ đi từ 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 từ. Bên cạnh đó thì mình cũng phải cần học các kiến thức về kinh doanh, như là bán hàng, như là về marketing. Hai cái bước đó thì mình phải phải nắm rõ, mình phải có kiến thức nền tảng. Thì cái đó thì em thấy là khi là hai yếu tố quan trọng nhất khi mà mình bước ra kinh doanh, thì mình phải học về cái đó, thì mình sẽ rõ trên cái bước đường mình đi được. Ví dụ như là thấy em có cái web đó, vậy vậy thì bận rộn cửa hàng, bận rộn cho việc danh, thì em có rành cái việc sử dụng web, em có hiểu về web không? Thật sự thì khi mà em có web, thì lúc mà em chưa hiểu về nó, khi mà em làm thì nó có nhiều cái vấn đề mà mình không có giải quyết được, mình cứ đưa cho bên ngoài mình làm. Thì khi mà mình không có hiểu về nó thì nó sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Thì khi mà mình trong cái thời buổi mà hiện kinh doanh hiện đại thì luôn luôn phải cần có web, website, phải kinh doanh online nữa, thì mình phải có kiến thức về nó thì mình mới làm trơn tru được. Và khi khi mà em học từ thầy Duy thì các kiến thức về kinh doanh, như là bán hàng, về marketing, về làm web, về về online, thì nó sẽ rõ hơn, em đã rõ hơn và em đã bước đi một cách chậm rãi, nhưng mà nó đâu ra đó, và cái nào thì nó hoàn chỉnh cái đó thì nó sẽ tốt hơn. Cái cơ duyên nào mà em biết đến bi training vậy? Sau 3 năm em mới biết đúng không? Dạ Thì cái đúng cơ rồi. duyên này em biết đến cái bi training. Dạ. Sau 3 năm em kinh doanh nhưng mà nó cũng rất là trầy trật. Ý là khi mà mình không có kiến thức nền tảng và nắm rõ về về kinh doanh, về các kiến thức kinh doanh, thì mình làm nó cũng hơi khó khăn. Thì em có cơ duyên là gặp biết được một người chị có học ở B-training, và chị đó giới thiệu là thầy Duy dạy rất là tâm huyết. Dạ, thầy Duy dạy rất là tâm huyết, và các kiến thức nó thực tế, khi mà mình học thì mình có thể áp dụng liền. Và em nghĩ là lúc đó là em rất là mừng khi mà biết được một nơi đã dạy khởi nghiệp, đã dạy về cái cách làm thế nào để bán hàng tốt hơn nữa, marketing tốt hơn nữa, làm thế nào để vận dụng các kiến thức đó để làm website và fanpage hoặc là YouTube như thế nào. Thì
khi mà biết đến thầy thì cảm thấy rất là biết ơn thầy. Bây giờ em có thấy ra được cái tầm nhìn, hồi nãy em có nói rằng là lúc xưa lúc còn nhỏ thì nghĩ à mình phải mở doanh nghiệp, mình phải đi ra thế giới rồi gì đó bự đó, thì bây giờ em có thấy ra được cái tầm nhìn rằng là cái doanh nghiệp thờ cúng của mình, chuyên kinh doanh thờ cúng, nó có thể to bự không, nó có thể đi ra thế giới được không? Hoàn toàn có thể khi mà mình biết cách vận dụng các kiến thức và mình có cái khát khao đi ra thế giới, thì em nghĩ thì khi mà cái ngành của em thì em có thể ra các nước lân cận như là Trung Quốc hoặc Thái Lan, thì trước mắt là như vậy, thì tầm nhìn của em là sẽ như vậy. Rất là tuyệt vời. Mục tiêu của em 5 năm nữa là gì cho cái doanh nghiệp thờ cúng của em này? 5 năm nữa thì em muốn phát triển nó là đạt top 3 của cái ngành thế giới, của cái ngành này khi mà ở Việt Nam. Ở Việt Dạ, Việt Nam dạ, tức là top 3. dạ, top À, 3. vậy là hiện tại là đang biết ông top 1 là ai và đang bám theo đuôi ông đúng Dạ, đúng ạ. không? Vậy thì để đạt được top 3 thì có nhiều việc em phải làm không? Rất là nhiều ạ. Cụ thể em có thể cho một số ý kiến. Dạ, tập trung. Khi mà muốn mình có mục tiêu đó thì tập trung hết sức. Đó là em sẽ làm về online nhiều hơn, đẩy mạnh cái kênh online và hiểu khách hàng nhiều hơn, hiểu về tâm linh nhiều hơn để mình có thể thấy được cái bức tranh toàn cảnh. Em nghĩ là sắp tới em ra cái quyển sách không? Hoàn toàn có thể này. Cũng thú vị, mình nghĩ là cái quyển sách em ra là cũng sẽ rất là thú vị, tại vì em bắt đầu từ 20 tuổi lận. Em ra kinh doanh sẽ rất là thú vị. Một lời chia sẻ, một gọi là một cái lời khuyên, một chia sẻ cho những bạn mà gọi là những bạn nữ cũng giống em á, cứ cứ thường thường là các bạn nữ thì hay nói rằng là nữ là ở nhà là lớn lên phải có chồng, nhưng mà lại em lại song song pha vào con đường kinh doanh rất là sớm. Vậy thì một lời khuyên cho một lời chia sẻ gì đó cho các cái bạn nữ như vậy thì em chia sẻ gì? Khi mà mình ra kinh doanh thì mình cảm thấy cuộc sống nó thú vị hơn, mình sẽ có nhiều kiến thức hơn, các cái mối quan hệ tốt đẹp hơn và mình có thể độc lập về tài chính, thì lúc đó thì cảm thấy rất là thú vị. Thì các bạn nữ khi mà muốn kinh doanh thì hãy dấn thân vào, thì mình tin là cái duyên đi đưa đẩy, khi mà các bạn muốn, các bạn có mục tiêu, các bạn khát khao thì các bạn sẽ làm được. Giống như mình thì nhiều người người ta nghĩ mình là sao mà nhỏ bé thế hay là mỏng manh thế mà sao kinh doanh hay vậy, thì mình cũng nghĩ là mình cũng cố gắng hết sức mình và mình không không để mình luôn luôn có mục tiêu để mình hướng tới thì mình sẽ đi rất là nhanh. Thì mình luôn luôn có đặt ra cái mục tiêu cho mình, như mà 1 năm, rồi ngắn hạn là 6 tháng hoặc 3 tháng hoặc là 1 tháng này thì mình sẽ đạt cái gì, thì mình sẽ ghi ra lại và mình cứ hành động theo nó, thì mình sẽ có một mục tiêu thì mình sẽ hành động được. Các bạn nữ hãy là giống như mình, thì như vậy thì nó sẽ rõ ràng hơn trong cái bước đường kinh doanh của các bạn. Một cái câu chuyện mà gọi là một cái câu chuyện buồn, một câu chuyện hối tiếc cũng có thể là trong cái hành trình làm kinh doanh của em á, đó là cái câu chuyện gì trong những năm tháng vừa qua làm kinh doanh đó, cũng có thể là đó là một cái câu chuyện với khách hàng, có thể là một cái câu chuyện với đối tác, một cái câu chuyện mà mình cảm giác mình rất là buồn, và qua cái đó nó giúp cho mình có thêm nhiều bài học. Đó là cái câu chuyện gì bạn có thể chia sẻ? Hiện tại thì em chưa nghĩ ra được. Chưa có một cái câu chuyện, một cái câu chuyện vui, một câu chuyện mà sau khi mà bạn bán hàng cho khách hàng thì bạn rất là vui. Chị vui thì gặp rất là nhiều, khi mà khách hàng người ta tới mình và nhiều người người ta đi thỉnh tượng Phật á, thì họ cũng đã vái ở nhà trước rồi, ý là họ muốn là cầu trời Phật, cầu các vị Phật phù hộ để mà có thể có duyên tới các cửa hàng nào đó và có duyên thỉnh được tượng Phật. Và rất là vui là khi mà các cô chú đó khi mà
đi tới cửa hàng mình thì vừa vô là vừa thất liền và thỉnh tự Phật, và các cô chú cảm thấy rất là vui. Cũng rất là nhiều người như vậy, và mình mang được cái niềm vui cho họ về cái tâm linh thờ cúng tốt đẹp như vậy thì mình rất là vui. Mình cảm thấy mình khi mà mình gặp được nhiều người như vậy thì cái năng lượng tích cực của mình á nó tăng lên đáng kể. Và chuyện vui thì mình lúc nào cũng giữ cho mình, còn chuyện buồn thì mình lúc đó thì mình cũng cũng suy nghĩ rồi mình cũng cố gắng khắc phục rồi mình cũng quên. Tại vì cuộc sống về cái con đường kinh doanh của mình thì nó cũng cũng gặp nhiều điều tốt lành hơn. Nên cũng không có nhớ chuyện chuyện buồn lắm. Ok. Vậy thì khi mà mọi bạn các bạn mà xem video này và các bạn muốn liên hệ với bạn để nghe tư vấn về tượng Phật, về cái cách nào sao để làm bàn thờ thì các bạn liên hệ với em bằng cách nào? Các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại đó là 0964679901, hoặc là trên Facebook của mình đó là tên là Hằng Thi, là biết có dấu không dấu hết. Địa chỉ cửa hàng của bạn. Địa chỉ của mình là 311 313 Nguyễn Chí Thanh, phường 15, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. À, bạn có thể đọc lại website. Website là thegioithocung.com. Vậy là vừa rồi chúng ta có khoảng hơn 20 phút để chúng ta trò chuyện với bạn Hằng Thi. Thì bạn có những cái gút mắc gì cần hỏi thêm hoặc là cần chia sẻ thì các bạn liên hệ với bạn Hằng Thi qua cái thông tin liên hệ nhé. Chào các bạn. Vâng, và chúng ta sẽ gặp lại các bạn sau.